Dạ vâng, chào mừng tất cả các bác và tất cả quý vị khách hàng trên toàn thể đất nước đã quay trở lại với kênh bán hàng, quay video và giới thiệu sản phẩm của cơ sở đồ gỗ nội thất Yuân. Và trong video clip ngày nay thì cơ sở đồ gỗ nội thất Yuân xin trân trọng gửi đến quý vị khách hàng một mẫu sản phẩm phòng khách, đó là bộ ghế tần thủy hoa được làm bởi chất liệu gỗ gõ đỏ Nam Phi. Bộ này thì bên em làm thì gồm 6 món, gồm một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp và một đôn con. Và hàng này thì bên em làm theo phân khúc của cột 12, chân 12. Và những ai mà đang quan tâm và yêu thích đến những mẫu sản phẩm tần thủy hoàng, kiểu dáng nó sẽ kiểu dáng như thế này. Và chất liệu gỗ bạn làm bằng gỗ gõ đỏ thì hãy dành ra khoảng vài phút em xin giới thiệu qua những đường nét chi tiết và thông số kích thước của bộ sản phẩm này cho tất cả mọi người cùng xem qua. Dạ vâng, dạ sau đây em sẽ đi gần hơn và chi tiết hơn để cho tất cả mọi người cùng xem qua về bộ sản phẩm này của cơ sở bên em. Và trước mắt quý vị khách hàng đây là chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này thì bên em có kích thước dài là 2m51, cao là 1m2 và sâu là 70. Và về phần đầu tiên thì em muốn giới thiệu đây là ván mặt. Ván mặt này thì bên em làm dày 2 phân các bác nhá. Dày 2 phân làm nguyên một tấm. Và khuôn tranh của nó thì dày 4 các bác ạ. Khuôn tranh từ dày 4. Khuôn tranh dày 4. Hàng được chọn vân veo tỉ mỉ kỹ lưỡng. Gỗ thì 100% là gỗ đỏ. Tông gỗ thì các bác có thể nhìn thấy rất là đều màu. Đây, phần cột đây. Cột này của bên em làm là cột 12. Cột liền các bác nhé, cột 12 cột liền và chúng sang cột không tâm. Đấy, cột 12 cột liền. Và tiếp theo và phần yếm đây, yếm này thì bên em làm dày 4 phân các bác nhé, yếm dày 4 phân. Và cái phần trước mặt đây thì đây là bông hoa lá tây các bạn, yếm là yếm liền dày 4, chân là chân 12, chân vén đế liền các bạn, chân vén đế liền chân 12. Và hàng thì là hàng hai tầng khổ trí các bác nhá, hai tầng khổ trí 1 2. Đó. Còn tiếp theo đến mai rùa. Mai rùa của bên em là mai rùa liền các bạn. Đấy, mai rùa liền. Pháo. Đây. Pháo cực kỳ tròn. Đấy, cực kỳ tròn các bạn. Đấy, tiếp theo là phần vách. Vách thì bên em được 3 chữ. 3 chữ này thì tượng trưng cho sự tài lộc, may mắn đến với gia chủ nhà mình. Và hai cái phần cột bên trong đây thì cái phần đầu của hai cái phần cột thì đều được bên em đục con nghê các bạn. Đấy, cột hàng thì đều là hàng liền các bạn nhé, đều được đục con nghê. Đấy, còn phần xương này, khung xương của nó thì bên em làm dày 4 các bạn nhé, khung xương dày 4. Là cái ván mặt này, là cái ván này để làm được sâu như này thì bên em làm rồi 2,5 phân các bác nhá. Đấy, để đục được nó sâu như thế này. Đấy, nó cặn như thế này và nó sắc nét như thế này thì phải tới dày tới 2,5 phân các bác nhá. Đấy. Còn phần trương của bên em là trương liền. Và mặt trương thì đục được con rơi. Ngậm đồng tiền vàng. Đấy. Được con rơi ngập đồng tiền vàng các bác ạ. Đấy. Còn tiếp theo em muốn giới thiệu tới các bác là hai chiếc đế đơn của bên cơ sở em. Hai chiếc đế đơn này thì bên em đồng kích thước là cao là 1m2, dài là 1m10 và sâu là 70 các bác nhé. Và ván mặt của bên em của bộ sản phẩm này thì đều là làm liền một tấm và dày 2 phân. Khuôn tranh thì dày 4. Đấy, khuôn tranh thì dày 4. Đây. Những đường khuôn tranh được vẽ cong đây cực kỳ đẹp các bác ạ. Ván mặt thì dày 2. Còn mai rùa đây, mai rùa liền. Đấy, mai rùa liền các bác nhá, mai rùa liền. Trương thì là trương liền. Đấy, trương liền. Đây, tất cả những đường đục các bác em quay cận kẽ cho các bác đây. Hàng thì đều được đục máy sửa tay các bác nhá. Đấy, đục máy sửa tay nên những đường nét đục đây nó cực kỳ sâu và sắc nét các bạn ạ. Đấy, phần vách này thì bên em đục chữ phú ở giữa đây, chữ phú. Đấy, cực kỳ đẹp. Còn tiếp theo này là chiếc ghế đơn tiếp theo.
chiếc ghế đơn tiếp theo cận cảnh hơn chiếc ghế đơn này. Chiếc ghế đơn này thì phần bán vách thì đục chữ quý đấy, hai phần hai cái ghế thì đục chữ phú và chữ quý các bác nhá. Đấy, cực kỳ đẹp đấy, cận kẽ những đường nét chi tiết thùng gỗ các bác có thể nhìn thấy rất là đều màu, gỗ 100% là gỗ đỏ giá phi các nhân, cực kỳ đẹp. Đấy, tiếp theo đây là chiếc bàn này thì bây giờ có kích là 73 nhân 1m40 các bác nhá. Bán mặt bàn thì đều được bên em đục tựa theo bức tranh thân buồn xuôi gió, tượng trưng cho công việc làm ăn luôn luôn phát triển, luôn luôn thuận lợi và luôn luôn đi lên cho gia chủ nhà mình. Và cái phần bàn thì mỗi bên của nó sẽ có một chiếc ngăn kéo các bác nhé, để những lúc nào mà các bác có những cái đồ thừa mà để trên bàn này thì chúng ta có thể để vào ngăn kéo này. Đấy, cực kỳ tiện lợi. Còn tiếp theo là chiếc đôn kẹp này thì bên này có chiếc là 40x73, phần trước mặt ván mặt đây thì các bác có thể nhìn thấy là được đục những con cá chép và những lá sen và những bông hoa là sen cực kỳ đẹp. Còn tiếp theo phần đầu của nó sẽ có một chiếc ngăn kéo các bác nhé, đầu đôn kẹp bàn sẽ có một chiếc cây ngăn kéo đấy, cực kỳ tiện lợi. Tiếp theo là chiếc đôn con này thì bên em có thước là 40x40 đấy, chiếc đôn con đấy, cực kỳ đẹp. Hàng thì bên em mới dựng bọc xong và quay luôn cho các bác đấy, chưa được qua phần trà lu hay phần gì cả nên có chỗ nó hơi trắng, nhưng mà không phải là rác đâu các bạn, mà bên em chưa được hàng thì nó chưa được trà, chưa được làm qua phần gì cả nên với dựng mộc xong em quay cho các bạn luôn nên nó cần hơi đợi đi trắng các bạn ạ. Đấy, vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu qua xong về mẫu sản phẩm tân thủy hoa được làm để chất liệu gỗ gỗ đỏ nam phi này. Và những ai mà đang quan tâm và yêu thích đến mẫu sản phẩm tần thủy hoa được làm bởi chất liệu gỗ đỏ nam phi này thì hãy trực tiếp liên hệ qua số 0988 685 625 hoặc inbox trực tiếp đến bên em để được tư vấn cụ thể hơn và chi tiết hơn về mặt sản phẩm này cho các bác. Và sau đây em xin đóng video tại đây thôi. Xem tất cả các bác vào các video tiếp theo của cơ sở bên em. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.